Ngày 16 tháng 11, tin từ Cục Hải quan TP.HCM cho biết, đơn vị phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM, Cục Chống buôn lậu đã lập chuyên án xác minh đường dây vận chuyển lượng lớn ma túy từ Đức, Mỹ về Việt Nam. Chuyên án này được đưa ra sau khi lực lượng hải quan phát hiện có nghi vấn trong 5 bưu kiện được chuyển từ hai nước này về theo dạng quà biếu. Do đó, cơ quan chức năng sử dụng chó nghiệp vụ để kiểm tra lô hàng từ Mỹ, phát hiện gần 20 kg ma túy đá được giấu trong các gói cà phê, còn các gói kẹo trong hai bưu kiện từ Đức có 5,6 kg thuốc lắc. Hiện Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp với Công an TP.HCM, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan mở rộng điều tra làm rõ.